Gayret.
Đó, anh gớm nhỉ. Anh tới số nào không em nhà? À, à. Dám mà dám đập nó, ỉa mặt như thế mà đâu. Rồi. Sao mà gớm nhỉ? Đồ gớm hả? Ê, ai dạy đau dạy mèo vô. Anh tên hả? Thank you.
500 gì? Có, làm sao? Con không có tiền lẻ. Có tiền lẻ thì tiền chẵn thôi. Gì á? Đây. Nha. Yeah. Bye.